Vinh nha cả nhà. Và hiện tại thì mấy đứa nhỏ nó đang đi ra đây, nó chờ đón đội đang chuẩn bị diễu hành sắp tới nè cả nhà. Hello con. Hello. Mấy đứa nhỏ nó chuẩn bị đi học và sẵn rồi, nó ghé đây nó coi luôn nè. Hello. Hello con. Quá trời luôn. Đây nướng khói nữa nè. Đó, tụi nó chạy qua tới thôn nữ Khmer đúng không? Giỏi quá, nhớ tên kênh coi luôn. Thôn nữ Khmer nha. Thôn nữ. Thôn nữ. Thôn nữ Khmer nhớ vô coi ủng hộ coi nha. Cảm ơn mấy đứa. Đứa nào cũng liền ly nước mía. Nó đang chờ đội diễu hành từ phía bên kia lại đó cả nhà. Thôn nữ Khmer nha, cho con nè. Cô có quen con không? Không. À, con đi nhảy chứ giam cùng kêu anh đó. Ồ vậy hả? Dạ. Ủa đâu ở đây? Tụi con qua coi á. À, không có đi học hả? Dạ, chút nữa tụi con mới vô thi. À, à cô nhớ hai, con rồi. Hai tuần nữa cô nhớ đi quay tụi con nhảy nha. Ở đâu là? Ừ, ở đâm chụm gần nhà tạ. À, cũng diễu hành vậy luôn hả? Không, dạ, kiểu không, mình lễ. Đám lễ nhỏ. Lễ. Thank you.
Mấy bạn nhỏ, không có được lên trên điện, những cái mấy bạn nhỏ, không có để ý lắm mấy bạn nhỏ, có nghe. Có.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.